Xin chào các bạn, và đây hiện tại đang là phiên bản iPhone 6 Plus. Và phiên bản này là có kích thước đến 5,5 inch. Đã có thể nhận thấy rõ là cái hộp của nó lớn khá là nhiều. Tuy nhiên là nó vẫn có cái thiết kế tương đồng, tức là chúng ta sẽ chỉ có một cái mặt iPhone được in nổi lên trên, còn lại thì sẽ không có bất cứ một cái hình ảnh nào của iPhone. Và phiên bản hiện nay mình đang có là phiên bản 64GB. Trong hộp chúng ta sẽ có một cái iPhone 6 Plus. Có thể thấy là kích thước nó khá lớn, tương đương với cả một chiếc Galaxy Note của các bạn. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có một số những cái phụ kiện giống như là iPhone 6. Chúng ta vẫn có cái lỗ đục ở trên này để có thể để vừa iPhone 6 với camera hơi bị lồi lên một chút. Chúng ta vẫn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng được in lớn hơn và cái que chọc SIM kèm theo iPhone 6 Plus. Ngoài ra thì nó vẫn đi thèm theo tai nghe earpod giống như thế iPhone 5, iPhone 5S. Và dưới này là cáp sạc Lightning. Cuối cùng là cái cục sạc 3 chân theo tiêu chuẩn của Singapore. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mở hộp iPhone 6 Plus. Các bạn có thể thấy là iPhone 6 Plus kích thước màn hình 5,5 inch thì nó rất là lớn. Mà với cái độ phân giải Full HD thì dường như là cái màn hình này nó mịn hơn so với cả iPhone 6. Tuy nhiên thì cũng thực sự rất là khó để có thể nhận ra được điểm khác biệt về màn hình của 6 và 6 Plus, ngoại trừ phần kích thước. Chúng ta sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế chung ở trên cả hai phiên bản, đó là cái viền được làm bo tròn. Ngay cả cái phần màn hình cũng được bo tròn lên khá là nhiều. Chúng ta có thể sờ từ trước ra sau một cách liền mạch, nó không bị đứt đoạn như là iPhone 5 hoặc là những thế hệ iPhone cũ. Ngoài ra thì mặt lưng thì chúng ta vẫn được chia làm 3 phần. Ở phần trên chúng ta có camera lồi lên với công nghệ cảm biến chống rung quang học OIS chỉ có trên iPhone 6 Plus. Ở đây là mic thu âm, một cái đèn flash tích hợp cả hai dạng màu xanh và vàng. Ở giữa chúng ta vẫn có logo Apple. Và phía dưới thì nó là cái thiết kế bên phải là loa ngoài, ở giữa là cổng sạc Lightning và bên này là mic cũng như là cổng âm thanh 3,5mm, không còn cái thiết kế đối xứng như ngày xưa nữa. Với kích thước 5,5 inch này thì nút nguồn nếu mà đặt ở trên đỉnh thì rất khó có thể với đến. Chính vì vậy iPhone 6 và 6 Plus sẽ đều được di chuyển cái phím nguồn sang phía bên cạnh phải, đã có thể dễ dàng với tới. Tuy nhiên thì với bản 6 Plus này thì mình khuyến cáo là các bạn có thể là nên dùng bằng hai tay. Vì thứ nhất là kích thước của nó khá là lớn, các bạn khó có thể với tay được tới mọi vị trí trên màn hình. Và thứ hai đó là để cho nó cầm được chắc chắn hơn và không bị rơi ra khi mà bạn sử dụng. Nhìn chung thì 6 Plus có cái thiết kế khá là mỏng nhẹ và rất là đẹp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cho bạn bài mở hộp cũng như trên tay nhanh sản phẩm iPhone 6 Plus. Các bạn hãy thường xuyên theo dõi channel, mình sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin cũng như bài đánh giá mới nhất về hai sản phẩm iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.